Bình sẽ chia sẻ với các bạn không phải là về máy ảnh hay thiết bị ảnh nữa, mà đó là về đồ dụng cụ. Thì dụng cụ thì đối với đàn ông mình thì giống như là đồ chơi vậy đó ha. Thì nhưng mà mình xài cái gì cho nó phù hợp với gia đình mình thôi, chứ còn trong cái thế giới dụng cụ này thì nó rất là nhiều cái. Thí dụ như con khoan này của mình là mình sử dụng nó từ năm 2018 đó, tới bây giờ thì phải nói là tới ngày hôm nay thì nó mới chết. Cái tình trạng của cái máy này hiện tại bây giờ thì đây đó, thấy nó rõ nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái motor cho nó ha. Rồi bây giờ trước hết đầu tiên thì các bạn sẽ phải tháo cục pin ra. Đây là nguyên một cái cụm khoan của mình ha. Thì cứ có cái đầu này bỏ đi, cái motor nó chỉ có chút xíu vậy thôi. Đó, motor nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái đuôi này là motor 550 nha, chứ không phải 775. Này khoan nhỏ ha. Thì bắt đầu tới hộp số chỗ này nè, lên đầu chống trượt nè mới ra kẹp nha. Lúc mà mình mở mình sẽ cắm nó xuống vậy để mình xoay, xoay ngược chiều kim đồng hồ nhé, xoay rất là nhẹ. Đây các bạn ạ, rồi nó ra. Các bạn nhớ luôn luôn là các bạn để đứng vậy nha, để đứng vậy nha các bạn, để mà úp vậy nó rớt số ra ngoài, mất công sắp lại dơ lắm, tại vì trong nó mỡ bò không à. Đây các bạn thấy cái răng không, cái nhông nó nằm ở trong cái chỗ cái búa đó đó. Cái kẹp cái này vô ha, rồi mình đẩy nó ra. Đó, cách lấy nhông này đơn giản nè nha. Xong mình sẽ đóng qua cái mới, chịu cái này này nè, chịu cái thằng này nè xuống dưới đất hoặc là một cái mặt phẳng nha, chứ đừng có để vậy mà đóng vô nha. Các bạn sẽ lấy con ốc như thế này ha, ốc bình thường thôi để nó chịu xuống. Thì mình có sẵn một cái bảng lỗ nè, mà các bạn sẽ kê nó vô một cái lỗ nào đó để cho nó nằm ha, nó nằm mà xong sau sau đó là mình sẽ đóng thôi. À, vậy là vô cốt mới rồi ha, vô cốt rồi đó. À, các bạn sẽ lấy một cái điếu nhỏ xíu này nè ha, điếu lục giác 5 ly. Cầm cái tay vô á, cầm cái tay vô á thì mình cầm sao mà cho nó đó, sao mà cho nó nằm chính giữa vậy nè ha. Các bạn cầm vô vậy nè đó, rất là nhẹ nhàng nha. Đây các bạn siết lại cái mặt nạ như này nha, trả lại cái mặt nạ như cũ ha. Rồi sau đó là mình sẽ thả vô trong cái đầu khoan này. Thì cái đầu khoan này các bạn luôn luôn để nó chúc xuống dưới như thế này nha, để chúc xuống dưới vậy, sau đó mình thả lên trên, mình để đứng vậy ha. Rồi vặn theo chiều kim đồng hồ, rồi nằm ngang luôn rồi nè, đúng trục luôn rồi nè. Rồi bây giờ mình đã gắn vô xong rồi ha, thì nó sẽ trở lại như cũ, như vị trí như thế này nha. Đó các bạn thấy không nè, cái này nằm trên nè, có công tắc nằm trên nè, rồi hai cái chấu của mình thì nó nằm hai bên nha, nó nằm hai bên. Ok rồi thì bây giờ mình sẽ hàn lại ha. Đây, đây nó vô khớp hết nha, tất cả đều vô vô khớp rồi đó. Thử một cái cuối cùng trước khi ráp nha. Thì mình ráp lại như sau.
thì các bạn cũng sẽ đưa nó lại vị trí cũ, rồi các bạn đưa cái motor ra phía đuôi và đưa cái công tắc 1, 2 lên phía trên như thế này ha. Bạn siết dừa thôi nha, dừa nó nhảy cái búa cái tạch cho là được. Rồi bây giờ mình sẽ thử khoan trên miếng gỗ này ha. Đây là 5 ly ha, là rất là ngọt nha. Và đây mình sẽ thử làm là lỗ 10 ly. Đây là mũi 10 ly. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khoan qua nhôm. Đó, nhôm dày, cái chỗ này là nhôm đặc nha các bạn, nó khoan là đi qua luôn. Thì cái mục đích của cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn á, là để cho một số bạn nhiều khi mua khoan khoan dĩ nhiên khoan của Trung Quốc này á, thì nó không có bền đâu, nhưng mà theo như mình thấy á, mình mua một 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 bộ này, một bộ gồm 2 cái khoan này thì chỉ có 2 triệu đồng một bộ nha, là 2 cái, 2 cục pin và 1 cục sạc, mà mình xài được 2 năm, 2 năm nha, thì theo như mình thấy cũng đáng tiền lắm, rất đáng tiền. Thì sau khi mình xài nó bị, thì dĩ nhiên motor là một cái bộ phận hao mòn ha, thì mình phải thay thế thôi, đó là điều hiển nhiên. Cho nên là mình nghĩ không có gì phải phàn nàn hết. Đặc biệt motor 550 này các bạn có thể mua ở trên Shopee thì rất là rẻ, chỉ có 100.000 một cái thôi, đó là motor mới chứ không phải motor xài rồi. Còn nếu mà một số bạn đi tìm motor 775 á là không gắn được nha. Motor 775 á thì nó lại quá lớn so với lại cái thân máy này, và cái thông số kỹ thuật của nó cũng khác ha. Thì như các bạn có thể thấy đây là motor 775 và đây là motor 550 ha, thì hai cái motor này nó khác nhau rất là nhiều cái về kích thước ha. Thì dĩ nhiên thằng này nó mạnh hơn nhiều. Motor này là để dành mình mở những cái bu lông á, bu lông xe á, thì xài motor này. Còn motor này thì các bạn xài khoan là ok. Thì đặc biệt khoan hoặc là bắn vít á, thì mình xài motor 550 là đủ. Như các bạn thấy nè, cái này là mình mới thay xong ha. Cái này là xì khói tùm lum nè, là hôm nay là xài rất là ngon rồi, thấy giờ thử rồi ha. Thì đây là một con bắn bu lông, cho nên con này nó sẽ xài motor là 775. Thì như các bạn thấy là hai con nó rất rất khác nhau ha. Cái mình nè, mình thằng này nó mập hơn, mình thằng này nó mỏng hơn, nó nhỏ ha. Ha, các bạn có thể hình dung nha. À, thì mình không có phải là quảng cáo gì cho cái hàng này, nhưng mà mình là người tiêu dùng cho nên là mình cảm thấy nó rất là tốt. Thì nói chung đồ Trung Quốc cũng hên xui, nhưng mà mình muốn chia sẻ các bạn cách mà các bạn có thể tự thay được ở nhà. Thì nhiều khi ở nhà mình á, mà cái đồ nghề mà nó bị hư hay nó bị gì mà mình không có đồ mình xài á, thì các bạn biết nó sẽ rất là khó chịu, mà mình đi thay thì mình không biết thay ở đâu, rồi mình không biết như thế nào. Thực tế á, cái khoan á, nó không có một cái gì mà phức tạp hết, từ bộ số từ đây trở đi ra đó là nó là số, thì mọi cái số thì các bạn biết rồi, nó bằng thép mà, cho nên nó không có hao mòn gì nhiều hết á, chủ yếu là motor thôi. Thì motor thì thay ha, cháy thì thay thôi. Nói chung là khoan pin này á, đồ đồ chơi này giống như đồ chơi của đàn ông mình thì anh em biết rồi đó, nó rất là nhiều hiệu. Ví dụ như anh em nào có điều kiện thì Milwaukee, DeWalt đó, Makita, bắt đầu xuống từ 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 từ, còn bèo nhèo thì Inco đó, còn không thì chơi đồ gọi là đồ lắp ráp luôn, đồ tự lắp ráp pin dưới thì tự đóng luôn. Nói chung là chỉ cần mua linh kiện về làm thì còn rẻ nữa, nó còn rẻ ghê lắm. Thì thật ra đồ đồ mấy cái đồ này thì mình nghĩ các bạn xài 2 năm với cái này, thì theo như mình nghĩ tất cả những cái ở nhà đó
ha, ở nhà mà khoan tường hay bắt những cái linh tinh, đặc biệt là bây giờ đời mới bây giờ là đa số là tường thạch cao thì còn dễ nữa, bạn hoàn toàn không có cần thiết tới tới phải những cái con khoan mà mạnh bạo lực đâu, không cần thiết. Cho nên là xài một con này là đủ cho gia đình mình xài ha, xài thoải mái luôn á. Rồi còn về độ bền của cái motor 100 ngàn này thì không biết như thế nào, nhưng mà trước mắt gắn vô thì thấy rồi đó, thử nghiệm luôn rồi đó, thấy là khá tốt, xài bình thường không có gì để bàn ha. Số 2, số 1, rồi lái xe tốt.